Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay, thứ ba, ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và tuân thủ các quy định về lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Huyện Yên Sơn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc ghi nhận tháng 12 giá rét kỷ lục. Sáng nay tại huyện Chiêm Hóa, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã dự hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Ma Phúc Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Chiêm Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Ma Phúc Hà cũng luôn phấn đấu rèn luyện, cống hiến công sức trí tuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy huyện, đồng chí đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong đồng chí Ma Phúc Hà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, đóng góp xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Chiêm Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, huyện anh hùng. Đồng chí Ma Phúc Hà cảm ơn Ban thường vụ tỉnh ủy, tập thể huyện ủy Chiêm Hóa đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ để bản thân hoàn thành nhiệm vụ được giao và hứa tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trách nhiệm của người đảng viên tại nơi cư trú, trở thành hạt nhân chính trị tiêu biểu, góp sức xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Sáng nay 26 tháng 12, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm đánh giá dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phối hợp với các địa phương huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, củng cố, xây dựng các tiềm lực thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện tinh thần 7 xám theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên. Năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhân rộng các mô hình điểm về huấn luyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ vững mạnh về chính trị. Cũng trong sáng nay, các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Năm 2023, công tác lao động, người có công và xã hội được triển khai đồng bộ toàn diện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%. Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người,
đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng còn trên 2,7%. Đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn trên 2,9%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng trên 17,8%. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, năm 2024, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã ban hành với 6 quan điểm trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công, xã hội đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tập trung xây dựng luật việc làm sửa đổi, triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân. Phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung cầu lao động, mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Migreen về việc hợp tác xúc tiến các dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại nhằm tối ưu hóa doanh thu cho ngành nông lâm nghiệp. Migreen là công ty thuộc tập đoàn MIA Group, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng thương hiệu, xuất nhập khẩu trái cây cao cấp, triển khai các dự án nông nghiệp và các dịch vụ tư vấn về tín chỉ carbon. Tại buổi làm việc, công ty đề xuất hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu và xây dựng mô hình trồng trọt chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp khép kín bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xử lý các phế phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp trong các dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, với lợi thế về tỷ lệ che phủ rừng, tỉnh Tuyên Quang đang xúc tiến việc xây dựng tín chỉ carbon để tăng thu nhập cho người trồng rừng. Đồng thời tỉnh cũng khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí mong muốn công ty sẽ tiếp tục hợp tác với tỉnh để đưa thương hiệu nông sản Tuyên Quang tới thị trường thế giới, tư vấn để tỉnh thực hiện dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại nhằm tối ưu hóa doanh thu cho ngành nông lâm nghiệp. Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang sẽ có 1.375 công dân lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Để bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm thông tin, đăng ký nguồn thanh niên đến độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân, đồng thời tổ chức thực hiện chặt chẽ quy trình các bước sơ tuyển, khám tuyển, bảo đảm công khai đúng luật. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 11 đơn vị nhận quân của tỉnh Tuyên Quang đã thảo luận thống nhất các nội dung trong công tác quản lý số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công tác tổ chức, hiệp đồng và bàn giao công dân nhập ngũ trong lễ giao nhận quân năm 2024. Sáng nay, 26 tháng 12, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào cựu chiến binh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 261 hội viên. Năm 2023, hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ gắn với điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. 6 trên 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Năm 2024, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu có 90% trở lên cán bộ hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ làm mới một nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có nhà ở tạm rột nát. Phấn đấu tăng số hộ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá giàu. Xây dựng quỹ tự lập ở hội cơ sở đạt trung bình 700.000 đồng một hội viên, 100% tổ chức hội trên cơ sở và 90% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% chi hội cựu chiến binh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động. Chiều nay, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 58 công đoàn cơ sở với trên 3.700 đoàn viên. Năm 2023, hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh đã có những đột phá đổi mới. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,
các cuộc thi được tổ chức tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ đoàn viên. Các công đoàn cơ sở trao trên 1.200 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động và nhân dân với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, con thương binh và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 243 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn được 189 triệu đồng. Hỗ trợ 13 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 45,5 triệu đồng. Năm 2024, công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn. Kịp thời rà soát, xét đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các nhiệm vụ đột phá, đổi mới giai đoạn 2021-2025. Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội đồng thành viên, Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã tập trung phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn, đầu tư các dự án chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP trên địa bàn, phát triển du lịch. Đến nay, tại Tuyên Quang, chi nhánh chiếm trên 34% thị phần, dư nợ chiếm trên 35% và có 67% số đơn vị trả lương qua tài khoản. Kết thúc năm 2023, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành 6 trên 6 chỉ tiêu đề ra. Nhân dịp này, Đảng bộ Agribank đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai mới khánh thành và đưa vào khai thác nên vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa nắm chắc các quy định về phương tiện được phép lưu thông trên tuyến đường. Vì vậy, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời hoàn thiện hệ thống biển báo để người dân biết và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Ngay trong đêm qua thì biển báo cấm các cái loại phương tiện không được lưu thông trên tuyến cao tốc đã được dựng lên như thế này. Ngoài ra thì các lực lượng chức năng cũng đang tích cực tuyên truyền đối với người dân và người tham gia giao thông nắm được các cái quy định về phương tiện nào thì được tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc, phương tiện nào thì không được tham gia lưu thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông. Từ địa phương khác di chuyển qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, những người điều khiển mô tô, xe gắn máy này đã được lực lượng trực chốt tại nút giao đầu vào của cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ hướng dẫn tham gia giao thông và yêu cầu không đi vào đường cao tốc. Tôi là ngựa hàn ra xuống đi quân đây đi vào Bình Phước, chú chấp hành không đi vào cái đường cao tốc này. Cùng với lực lượng chức năng, đơn vị thi công cũng lập chốt, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ để kịp thời nhắc nhở, không cho xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy hay người đi bộ di chuyển vào cao tốc. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức, đi đúng phần đường của mình, đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi thường xuyên túc trực, không rời một phút giây nào cả ở cái chỗ này, vị trí bốt bảo vệ đấy. Và để hướng dẫn những người xe máy, xe ô tô và phương tiện thô sơ không được vào đường cao tốc. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai cho phép các phương tiện được di chuyển 90 km/h. Theo quy định, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc bảo trì đường. Mỗi người dân, nhất là người dân xung quanh khu vực đường cao tốc chạy qua, cũng cần nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định này. Tôi thấy là có những cái hiện tượng đi xe đạp hoặc là đi xe máy rồi đi bộ vào đường cao tốc. Thì tôi thấy cái việc này là rất là nguy hiểm cho cái việc tham gia giao thông. Thế thì với tôi là một người dân ở gần cái tuyến đường cao tốc này thì tôi cũng, cá nhân tôi thì tôi cũng sẽ về tuyên truyền cho con cháu tôi rồi là những người nhà của tôi, những người thân của tôi là việc chấp hành tham gia vào đường cao tốc là chỉ có dành riêng cho ô tô thôi. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển theo làn đường quy định, đặc biệt là trong thời gian đầu khi tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác, sử dụng. Giải phóng mặt bằng luôn là khâu quan trọng trong quá trình triển khai một dự án.
Tại huyện Yên Sơn, nhờ vận dụng sáng tạo công tác dân vận, tạo đồng thuận trong nhân dân, những vấn đề trong giải phóng mặt bằng đang dần được tháo gỡ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Có nhà cửa và diện tích đất hoa màu nằm trên trục dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến quốc lộ 2D, kết nối đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích, bà Đào Thị Thu Thành, xã Nhữ Hán đã đồng thuận và sẵn sàng di rời. Hàng chục hộ ở xung quanh cũng theo gương bà Thành, đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Nhà nước có chủ trương làm đường này thì để giao thông thuận tiện cho toàn dân là được đi lại thuận tiện. Dự án làm đường này thì chúng ta gia đình nhà tôi thì cũng không ý kiến gì, nhất trí với chủ trương nhà nước tạo một điều kiện để cho đội thi công làm đường để cho dân được hưởng lợi. Trên địa bàn huyện Yên Sơn hiện đang thi công các dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến quốc lộ 2D, kết nối đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ có chiều dài khoảng 3,1 km. Dự án trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn hơn 8 km với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 578 hộ. Lãnh đạo chính quyền huyện Yên Sơn luôn sâu sát xuống cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Các cấp các ngành đoàn thể của huyện cũng tích cực gặp gỡ đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân. Đảng ủy ban xã Nhữ Hán đã thành lập tổ công tác xuống với các hộ phải thu có diện tích thu hồi để giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Thế trong một thời gian tuyên truyền thì cơ bản là các hộ cũng đã nhận thức ra và đã nhận tiền đền bù. Đối với cái hoạt động giải phóng mặt bằng của cái nút giao thông đầu điểm km 15 đường trục phát triển đô thị thì đối với địa phương mà sau khi có các cái quyết định thu hồi đất của Ủy ban dân huyện thì Ủy ban dân xã Tứ Quận tổ chức các cái tổ tuyên truyền xuống tuyên truyền cho các cái hộ dân. Thông qua công tác dân vận triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phổ biến và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách khi nhà nước thu hồi đất đã tạo sự đồng thuận, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023. Là một trong những chủ thể có nhiều sản phẩm tham gia phân hạng năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh, xã Tứ Quận có đến 7 sản phẩm dự kiến đạt 3 sao OCOP. Mới đi vào hoạt động, thế nhưng hợp tác xã này đang dần khẳng định uy tín trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thảo dược, dược liệu. Hợp tác xã hiện có 14 sản phẩm nông sản, bao gồm các loại trà túi lọc, mật ong và các sản phẩm từ mật ong và cây dược liệu được chứng nhận đạt sao OCOP là cơ hội để đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ, hoàn thiện sản phẩm hơn. Hợp tác xã của tôi rất là phấn khởi và vui khi là đã cả 7 sản phẩm đều được hội đồng thẩm định điều chấm là đạt 3 sao hết. Đấy là một động lực để cho sản phẩm thì sẽ có sức cạnh tranh này. Rồi để sang năm sẽ hoàn thiện hơn để sản phẩm sẽ được thăng bậc lên những 4 sao và 5 sao. Theo quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2023, cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao OCOP. Năm nay, huyện Yên Sơn có 27 sản phẩm lần đầu tiên phân hạng và 7 sản phẩm đánh giá phân hạng lại. Các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm. Đồng thời góp ý để chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Năm nay thì chúng tôi cũng đã được 3 năm và cũng đang đánh giá lại các sản phẩm OCOP. Thì chúng tôi cũng tiếp tục chuẩn hóa cái sản phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn, mẫu mã bao bì bắt mắt hơn và cũng mở rộng thị trường và cũng nâng cao cái công suất sản xuất. Quá trình triển khai thực hiện thì huyện đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và cho các cái xã và các cái chủ thể tích cực tham gia. Thì đối với năm nay thì các cái chủ thể tham gia là
rất là tích cực. Các sản phẩm đã được chuẩn bị kỹ hơn về vấn đề mẫu mã, về vấn đề tem truy xuất nguồn gốc và các cái sản phẩm mang cái tiêu chuẩn theo cái đúng theo cái quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy là các sản phẩm năm nay có cái chất lượng đồng đều và cái mẫu mã đẹp hơn so với mọi năm. Tới đây, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích khi tham gia thực hiện chương trình. Ngoài ra, tổ chức quảng bá các sản phẩm OCOP và các nông sản tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, bổ sung hồ sơ, định hướng phát triển để đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong những năm tiếp theo. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương tiếp tục đặt mục tiêu hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với xây dựng nông thôn mới thành công là những tư duy mới trong phát triển kinh tế. Nếu như trước đây sản xuất chủ yếu là manh mún nhỏ lẻ, thì nay địa phương đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra vùng sản xuất tập trung, gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ, mang lại giá trị cao hơn. Ở đây, sản xuất thâm canh tăng vụ cũng được bà con nông dân chú trọng hơn. Từ khi là được phát triển nông thôn mới thì xã Thượng Ấm với lại cả thôn nói riêng thì tất cả mọi người là đang tập trung là để làm những cái mô hình như là đã được đầu tư ấy, thu nhập có nâng cao để đời sống được thu nhập tốt hơn. Xây dựng nông thôn mới là chương trình đòi hỏi tính đồng bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường. Sự vào cuộc quyết tâm quyết liệt của các cấp các ngành, sự đồng thuận của nhân dân địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp bà con nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành nên những chuỗi liên kết. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp bà con nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành nên những chuỗi liên kết. Nhờ đó, diện mạo nông thôn của xã có sự thay đổi rõ nét. Các tuyến đường liên thôn, liên xóm đều đã được bê tông hóa, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ, chung tay góp công, góp sức, góp nguồn lực tạo nên những đổi thay tích cực. Đối với xã Thượng Ấm thì về đích nông thôn mới năm 2022 thì các cái tiêu chí hiện nay đã cơ bản đã hoàn thiện, thì để chuẩn bị cho nâng cao các cái tiêu chí thì đối với cấp ủy và chính quyền xã cũng hết sức là quan tâm, làm các tốt công tác tuyên truyền từ xã đến thôn để người dân tập trung và thực hiện nốt các cái tiêu chí để làm sao nó hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong những năm tiếp theo. Việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, mà quan trọng hơn là thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Mang đến tinh thần mới, động lực mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vào những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn luôn là nỗi lo thường trực của nhiều người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân, thì những người nội trợ đã có cách lựa chọn thực phẩm ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Lượng hàng được tiêu thụ nhiều nhất là nhóm hàng thực phẩm, nhất là các mặt hàng như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm tươi sống. Các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng về sản phẩm chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Hàng trôi nổi tràn lan rất là nhiều nên là đúng là nếu như là người tiêu dùng thì rất là khó để lựa chọn. Cá nhân mình thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn những cái sản phẩm đó. Mặc dù là đúng là nhìn rất là bắt mắt, nhưng mà về cái chất lượng thì mình nghĩ là mình nên ưu tiên chất lượng lên hàng đầu. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, bà Hiền thường lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ. Bản thân tôi thì tôi cũng thường những cái rau, những thức ăn gì hay là thực phẩm gì nhà mình thường dùng mà mình cảm thấy tin tưởng mà nó, thứ nhất là nó phải có nguồn gốc, có ngày tháng sản xuất. Thì đấy để mình biết được để mình dùng. Cùng với xu hướng công nghệ 4.0, các ngành, các đơn vị và các địa phương đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm giúp việc giám sát, truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm được nhanh chóng hiệu quả.
Nói chung là mình phải chú trọng về cái việc mà nguồn gốc xuất xứ đầu tiên đã. Mình thấy rất là tiện và rất là rõ ràng trong cái khâu. Mình không cần phải tới tận nơi nó như thế nào, nguồn gốc như thế nào. Mình chỉ việc quét mã nó sẽ hiện ra rõ là xuất xứ như thế nào. Để đón Tết an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý chọn mua và sử dụng thực phẩm ở những cơ sở có địa điểm cố định, địa chỉ rõ ràng, có uy tín, được phép kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng, người dân nên chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để có biện pháp kiểm tra giám sát và kịp thời ngăn chặn. Tin thế giới, thời tiết cực đoan đã khiến cho nhiều địa phương tại Trung Quốc phải đối phó vất vả, nhưng nhiều nơi cũng tận dụng cơ hội để phát triển ngành du lịch mùa băng tuyết. Trung Quốc vừa đón đợt giá lạnh kéo dài kỷ lục tại nhiều tỉnh thành. Nhiều tỉnh thành phía Nam chưa từng ở nhiệt độ có thể đóng băng, thì đợt này cũng chứng kiến tuyết rơi, khiến nhiều hoạt động sản xuất, sinh hoạt bị đảo lộn. Nguyên nhân khiến nhiệt độ thành phố Bắc Kinh cùng hầu hết diện tích lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn chìm trong giá rét sâu là do không khí lạnh di chuyển từ Bắc Cực xuống, với một số địa phương có nhiệt độ ở mức âm đến 40 độ C. Những ngày giáp Tết, dù ở đâu làm việc gì, ai cũng cố gắng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa sạch và trang hoàng để đón năm mới. Công việc này ít nhiều tốn sức, tốn thời gian, nhưng ở một đất nước mà công nghệ phát triển như Nhật Bản thì việc dọn dẹp đã được đơn giản hóa nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của robot. Nghi thức dọn dẹp hàng năm được gọi là Susuhazai trong tiếng Nhật, được người dân nước này duy trì để đón năm mới và cầu mong mùa màng bội thu. Năm nay công việc dọn dẹp trở nên đơn giản hơn vì có robot tại ngôi đền Kanda ở thủ đô Tokyo. Con người và máy móc được phân chia công việc và cùng nhau làm việc. Thế kỷ 17, người dân Nhật Bản đã xem tháng 12 là tháng vệ sinh nhà cửa. Họ dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, sẵn sàng chào đón vị thần năm mới. Hoạt động dọn dẹp này giúp Nhật Bản vừa bảo tồn được truyền thống, vừa ứng dụng khoa học giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Với những người yêu thích phim hoạt hình thì nhân vật chuột Mickey đã trở nên quá quen thuộc. Sắp tới đây, sau gần 100 năm ra đời, phiên bản đầu tiên của chú chuột rất được yêu mến này sẽ hết hạn bảo hộ bản quyền và trở thành tài sản công cộng, tức là thuộc về công chúng. Được phát hành vào năm 1928, tác phẩm Tàu hơi nước Willy là bộ phim hoạt hình lồng tiếng đầu tiên của hãng phim Mỹ Walt Disney. Đây cũng là bộ phim nổi tiếng đánh dấu màn ra mắt của chuột Mickey. Nhân vật sau đó trở thành biểu tượng của hãng. Theo luật pháp tại Mỹ, bản quyền được bảo hộ trong 95 năm. Do vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, hãng Walt Disney không còn sở hữu bản quyền phiên bản đen trắng đầu tiên của nhân vật chuột Mickey, mà hình ảnh của chú chuột này sẽ thuộc về công chúng. Dù vậy, hãng này vẫn còn bản quyền sở hữu phiên bản chuột Mickey có màu sắc. Đến nay, chuột Mickey đã xuất hiện trong hơn 130 bộ phim hoạt hình và nhiều tác phẩm truyện tranh, trở thành một trong những nhân vật hữu cấu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Theo Bộ Y tế, dịp Tết năm 2024 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây ra bệnh lây lan. Nhiệt độ thời tiết thay đổi làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm kinh phí, nguồn lực và huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Chương trình thời sự tối nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.